Trending video. พี่อันปามพี่ไม่เห็นผมเลยอันkhông nhìn thấy em hay sao เห็น thấy แต่ผมไม่สนใจ nhưng tôi không quan tâm แสดงว่า vậy là anh đã có người khác rồi đúng không จะมีใครมันเกี่ยวข้อง có ai thì liên quan gì tới cậuDừng chọc tức em như vậy có được không? Tôi không hề chọc tức. Nhưng tôi có ai là chuyện của tôi không phải sao? Anh. Em xin lỗi. Anh đừng đối xử với em như vậy được không? Anh muốn chửi mắng em sao cũng được. Em là người dễ nản lòng, hèn nhát, là người không dám thừa nhận sự thật. Anh cứ mắng chửi em đi. Nhưng anh đừng làm vậy có được không? Làm vậy là làm sao?Anh cũng biết là em có tình cảm gì với anh. Anh càng làm vậy, em càng không thể chấm dứt với anh. Nhưng em sắp có con. Em cũng là người chủ động bỏ anh. Anh à, em xin lỗi anh. Em thật sự xin lỗi anh. Em thừa nhận.Mình quay lại như cũ được không? Được không anh? Anh cũng nghĩ như em. Cuối cùng, cả hai cũng đều phải đầu hàng với con tim mình, chấp nhận quay lại như trước. Vì nhìn thấy cabo xe mở, nên anh mang qua. Anh vẫn giữ lại cho em sao? Lúc đầu anh định bỏ đi rồi, nhưng thấy mắc quá.Ủa, sao anh vẫn chưa ngủ? Em làm anh thức hả? Không, tại anh ngủ không được. Ui, em có ổn không? Ngày mai anh không đi có được không? Mai là ngày thi vòng đầu. Anh đi đi, em không sao đâu. Nhưng thấy em không ăn được gì, toàn là nôn ói. Anh lo cho em thiệt đóKhông sao đâu anh. Để qua 3 tháng sẽ hết thôi. Nếu lỡ như em có gì, gọi cho anh liền nha. Ừ. Anh cứ đi đi. Mai mốt có con rồi là không được đi nữa đâu. Thôi vậy đi. Em đi cùng anh luôn chịu không? Thôi, em ở nhà ngủ. Em làm biếng lắmEm muốn ở nhà mở máy lạnh ngủ hơn. Anh mau ngủ đi. Nếu không mai không thể dậy nổi mà đi đâu. Nhanh. Sân này đẹp lắm. Khi nào có thời gian anh đều tới đây. Với lại anh chưa bao giờ đưa ai tới đây. Nè. Nè. Yes. Dạ. Em sao vậy, buồn ngủ hả? Tối qua em ngủ không được. Sao vậy? Có chuyện gì khôngUi không muốn em đi cùng anh hay sao? Dạ không. Nếu em lo lắng, mình quay về cũng được. Anh chỉ tiếc thời gian mình được ở bên nhau. Tới lúc Ui sinh rồi,
Lúc mới có con hay lúc nó còn nhỏ, em sẽ không có thời gian đi đâu đâu. Nếu vậy mình cứ đi đi. Em chỉ kể cho anh nghe vậy thôi. Nhìn mặt em lo lắng như vậy, ai mà muốn đi đâu chứ? Cười cái coi.